quý vị, căn bệnh ung thư chưa bao giờ trở thành nỗi ám ảnh với người dân Việt Nam như hiện nay. Trong khi đó, theo thông tin được đưa ra tại Hội thảo Quốc gia phòng chống ung thư diễn ra vào ngày hôm qua tại Hà Nội, thì tỷ lệ chữa khỏi ung thư của Việt Nam chỉ bằng gần một nửa thế giới. Do là có tới 70% bệnh nhân ung thư trong nước phát hiện khi mà ung thư đã ở giai đoạn muộn nên việc điều trị là không hiệu quả. Chuyện tối nay chúng tôi muốn đề cập đến việc điều trị ung thư. Có bệnh thì vái tứ phương, đó là suy nghĩ rất phổ biến và có lẽ cũng không có gì là sai. Nhưng có một điều kỳ lạ là nhiều bệnh nhân ung thư hiện nay thay vì tìm đến bệnh viện thì lại tin tưởng tuyệt đối vào các lang băm, để rồi cuối cùng phải rước họa vào thân. Khi tìm đến cơ sở y tế điều trị thì đã quá muộn. Và khách mời trường quay ngày hôm nay chính là bác sĩ Phạm Thị Việt Hương đến từ khoa Nhi Bệnh viện K Trung ương. Bác sĩ Hương sẽ kể cho chúng ta nghe những câu chuyện về những cái chết đau lòng của các bệnh nhân ung thư do từ chối điều trị bằng y học hiện đại mà nghe theo lời mách bảo của người khác sử dụng thuốc lá, thuốc nam. Xin cảm ơn bác sĩ Hương đã dành thời gian đến với Chào Buổi Tối của chúng tôi ngày hôm nay. Trước tiên xin mời bác sĩ Hương cùng với quý vị khán giả hãy cùng theo dõi câu chuyện trong phóng sự dưới đây của chúng tôi. Những cơn đau cứ hành hạ bé Bảo Long từng giờ. Mấy ngày nay vợ chồng chị Trang đứng ngồi không yên khi sai lầm chữa bệnh cho con bằng thuốc nam. Con trai chị được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương chẩn đoán mắc ung thư nguyên bào thần kinh, kích thước khối u 8 cm. Bệnh nhi đã được bác sĩ chỉ định chuyển hóa chất, nhưng gia đình lại xin về để chữa bệnh bằng thuốc nam. Sau 10 ngày uống thuốc, bé Long thường xuyên kêu đau bụng. Sau đó bé được đưa đi siêu âm và kết quả cho thấy có nhiều hạch ổ bụng và nhiều huyết khối. Kiểu người nhà mà mách là có thuốc nam, thuốc nọ thuốc kia thì là bài thuốc đấy là chữa tận cái ông lang ông trên Hà Giang cơ. Thế người ta bảo là người nọ người kia chữa được, ở làng người ta chữa được, thế là gia đình mình cũng là đi cắt thuốc. Biết việc điều trị bằng thuốc nam không hiệu quả, gia đình lại đưa bé Long nhập viện K Trung ương vào sáng qua trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Nhìn con trai vật vã bên giường bệnh vì đau đớn, chị Trang lại thấy đau nhói và luôn tự trách mình. Cảm giác là ân hận đấy, tại vì bây giờ tiền mất tật mang. Nếu như mình biết trước như này thì mình đã không cho con mình uống thuốc lá. Vâng, thưa bác sĩ Việt Hương, là cháu bé Bảo Long ở trong câu chuyện vừa rồi thì là bệnh nhân của bác sĩ. Và tôi được biết rằng là cách đây khoảng 1 tháng thì cháu bé đã bị phát hiện ra căn bệnh này. Khoảng 2 tháng đúng không ạ? Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ lại câu chuyện cụ thể của bé Bảo Long, bởi vì bác sĩ đã từng tiếp xúc trực tiếp với cháu và cả gia đình cháu nữa. Xin chào quý thính giả, quý khán giả của chương trình Chào Buổi Tối. Tôi muốn đem câu chuyện này muốn chia sẻ với tất cả các quý khán giả, bởi vì đây là một câu chuyện rất đau lòng, rất đáng tiếc. Cháu Bảo Long 4 tuổi được chẩn đoán là u nguyên bào thần kinh giai đoạn 4. Đây là cái loại ung thư mà có cơ hội nhạy cảm với điều trị, nhạy cảm với hóa trị. Cách đây 2 tháng thì cháu được chẩn đoán là u nguyên bào thần kinh giai đoạn 4. Và đồng nghiệp của tôi là tiến sĩ Bùi Ngọc Lan ở Viện Nhi đã khuyên gia đình là điều trị hóa chất cho cháu. Tuy nhiên là do cái hiểu biết của gia đình có hạn về cái căn bệnh này. Thứ hai là trong cái tâm lý hoang mang khi mà con cháu của họ bị bệnh, họ đã bỏ bệnh viện và đi tìm một cái phương thức điều trị không chính thống. Họ lên tận Hà Giang để gặp một ông lang mường và lấy những cái loại rễ cây không rõ nguồn gốc xuất xứ để về cho cháu uống. Và sau 2 tháng thì thể trạng của đứa bé suy kiệt hoàn toàn, da bọc xương, khối u thì mới đầu sang 8 cm thì bây giờ chiếm toàn bộ ổ bụng. Khối u lớn đến mức độ mà vượt quá cái đầu dò siêu âm của máy siêu âm và di căn lên tận hạch thượng đòn, di căn tủy. Và ngày hôm kia thì cháu đã nhập viện ở khoa của tôi là Bệnh viện K Trung ương trong tình trạng quấy khóc, đau đớn, không ăn được, không ngồi, không chơi được và khối u thì quá lớn, tình trạng rất nguy kịch. Có lẽ là với nhiều người thì nghĩ rằng khoảng thời gian 2 tháng là không quá dài, nhưng mà theo bác sĩ đánh giá thì khoảng thời gian 2 tháng đối với các bệnh nhân ung thư thì nó đã đủ để kịp cho bệnh tình tiến triển đến mức nào? Đối với bệnh ung thư nói chung và đặc biệt là ung thư nhi khoa nói riêng thì 2 tháng là khoảng thời gian dài, rất dài, và đôi khi chỉ vì 2 tháng đấy mà bỏ lỡ cái cơ hội sống sót, bởi vì đặc điểm của bệnh ung thư là nó tiến triển rất là nhanh, nhất là ung thư nhi khoa, tế bào ung thư có thể tăng sinh trong vòng 24 tiếng hoặc trong vòng vài ngày. Như vậy là 2 cái tháng đấy là 2 tháng mà mình đã bỏ lỡ cái cơ hội được sống sót của trẻ. Vâng, vậy thì trong trường hợp nếu như bé được điều trị ngay từ đầu theo y học hiện đại thì khả năng là bệnh của bé sẽ tiến triển như thế nào? Cụ thể là cháu Bảo Long bị u nguyên bào thần kinh, là cái loại bệnh mà nhạy cảm với hóa trị. Tôi tin rằng nếu như ngay từ đầu cháu Bảo Long mà được điều trị hóa chất thì khối u 8 cm đấy sẽ nhỏ lại rất là nhiều. Cùng với cháu thì có một cháu tôi đang điều trị, đấy là cháu Duy Phong. Thì lúc vào với tôi cũng là u 7 cm, sau 4 đợt điều trị thì bây giờ u chỉ còn 1 cm thôi. Vâng, như vậy là nếu như mà gia đình cháu mà cho cháu theo phương pháp điều trị y học hiện đại ngay từ đầu thì khả năng là sẽ có cơ hội hơn, bệnh của cháu tiến triển sẽ theo hướng tốt hơn rất nhiều. Liệu rằng là cháu Bảo Long trong phóng sự vừa rồi có phải là trường hợp duy nhất mà khi bệnh nhân bị phát hiện ra bị chẩn đoán là ung thư thì người nhà đã từ chối việc là cho bệnh nhân điều trị bằng y học hiện đại, bệnh nhân và người nhà đều quyết định là tìm đến các bài thuốc nam, thuốc lá? Liệu đây có phải trường hợp duy nhất hay không? Trong 17 năm làm bác sĩ ung thư của tôi thì tôi đã gặp vài trường hợp. Cách đây khoảng độ 5 năm trở về trước thì rất phổ biến. Người dân Việt Nam mình trong cái tâm lý hoang mang tột độ của cái bệnh ung thư thì họ thường là tìm đến những cái phương pháp điều trị không bài bản, bị lừa đảo bởi những cái lang băm rất là nguy hiểm cho sức khỏe. Nhưng mà gần đây, những năm gần đây thì nhờ sự đẩy mạnh của truyền thông thì những cái chuyện này vẫn cũng có giảm hơn, nhưng mà tuy nhiên thì vẫn còn. Tôi còn nhớ một trường hợp cũng rất đáng tiếc, đấy là em trai của chị hàng xóm nhà tôi được chẩn đoán là ung thư dạ dày. Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã chỉ định mổ. Tôi cũng có nói với chị hàng xóm là còn mổ được, tức là còn sớm. Nhưng mà sau đó thì lại cũng bất chấp cái lời khuyên của bác sĩ và đi vào tận Bình Phước để lấy thuốc lang băm. Và kết quả là sau 2 tháng bệnh nhân trở lại gặp tôi trong tình trạng là cũng da bọc xương, bụng thì cổ trướng, rồi di căn tùng lum trong ổ bụng. Và sau khi gặp tôi 2 tuần thì tử vong. Vâng, tôi có thể hiểu được những cái vì sao mà người dân khi mà nhà có người bị ung thư lại đi tìm khắp nơi như vậy. Nhưng chính chị cũng nói đó là trong cái cơn hoang mang tột độ khi mà biết tin mình bị ung thư. Vậy thì từ góc độ mà bác sĩ làm việc nghiên cứu và làm việc điều trị ung thư trong nhiều năm thì bác sĩ nghĩ như thế nào về cái vai trò của đông y, của thuốc nam trong cái việc điều trị ung thư? Chúng ta cần phải phân biệt rõ khái niệm đông y và khái niệm lang băm. Thực ra thì tôi không đả phá đông y. Đông y người ta cũng có những cái lý luận khoa học, những có cái y lý của người ta. Và nếu mà đông y được đào tạo bài bản thì họ cũng chữa được một số cái bệnh rất là tốt. Ở đây là tôi muốn đả phá lang băm, có nghĩa là những phương pháp điều trị không được thừa nhận bởi những cái bằng chứng của khoa học, những cái phương pháp chữa bệnh mà mị u mê, dị đoan, rồi là thậm chí là gây hại. Thì trong cái hiểu biết của tôi về đông y ấy, thì đông y họ cũng có những cái bài thuốc, những cái vị thuốc mà có tác dụng tốt đối với sức khỏe. Vai trò của đông y đối với ung thư là có tác dụng hỗ trợ. Tôi nhấn mạnh là hỗ trợ trong điều trị ung thư. Có bài thuốc nào của đông y, của thuốc nam mà có thể hỗ trợ rất tốt, thậm chí là chữa khỏi được ung thư không ạ? Hiện nay chưa có bằng chứng, chưa có một cái nghiên cứu nào kết luận được là đông y chữa khỏi ung thư. Tôi nhấn mạnh là chưa chữa khỏi được ung thư, mà chỉ là hỗ trợ bồi bổ cơ thể thôi. Trong câu chuyện của chúng ta thì tôi cũng đặt ra câu hỏi vừa rồi để các khán giả có thể phân biệt được rằng là chúng ta đang nói về cái sai lầm trong điều trị ung thư bằng lang băm, có nghĩa là bằng những cái bài thuốc mà chúng ta không có cái cơ sở khoa học nào cả, không có một cái công nhận hay là nghiên cứu nào. Còn chúng tôi không muốn nói tới, như bác sĩ nói là chúng ta không đả phá đông y, bởi vì đông y cũng là một cái ngạch của y học và có những cái thành tựu nhất định, đúng không ạ? Nhưng mà bác sĩ cũng có vừa nói tới những cái hoạt động mà điều trị, những cái phương thức điều trị mà hiện nay thì chưa rõ về cái chưa được nghiên cứu, cũng chưa được kết luận. Thì tôi cũng có nhớ tới những cái câu chuyện và những cái phương pháp điều trị bệnh khá là kỳ lạ. Ví dụ như gần đây nhất chúng ta nhớ đến câu chuyện về cô Phú ở Sông Công, Thái Nguyên, mà bản thân ngành y tế thì cũng đã có những cái vào cuộc điều tra, nhưng cuối cùng thì cũng không kết luận đây là một cái sai phạm gì, mà sẽ kết luận về những sai phạm về vệ sinh, về điều trị khác, chứ không kết luận đây là một cái phương pháp điều trị ung thư sai. Vậy thì bác sĩ nghĩ sao khi mà người bệnh ung thư, khi mà nhất là những cái người bệnh trả về rồi, người ta tìm tới những cái nơi mà tôi nghĩ rằng là giúp cho họ có một cái niềm tin để trong việc sống những ngày còn lại? Những cái câu chuyện như là khu vườn Kỳ Bí hoặc là những câu chuyện như là cô Phú ấy, thì tôi khẳng định là đấy là những phương pháp điều trị không được thừa nhận và không khỏi được ung thư. Nhưng tuy nhiên thì có một số bệnh nhân họ truyền miệng nhau, họ gần như là truyền tin giữa người nọ đến người kia, và chính họ lại làm cho nhau tin. Tức là họ nói rằng là cô Phú chữa được ung thư, nhưng thực ra không phải. Trong cái tâm lý mà sẵn có cái tâm lý là hoang mang thì họ bấu víu vào một cái phao cứu sinh. Và khi mà cô Phú dẫm đạp lên người, xoa bóp lên người thì nó cũng giống như massage vậy. Massage tức là chúng ta có thể cảm thấy thoải mái hơn một chút, và trong cái thoải mái đấy thì họ nghĩ rằng là họ đỡ bệnh. và chính họ lại là người truyền tin có lợi cho cô Phú hơn. Nhưng tôi thì tôi không đồng ý những phương pháp chữa bệnh kiểu như vậy. Vâng, đó là những phương pháp mà chị khẳng định rằng là nó không thể chữa khỏi được ung thư. Thế nhưng mà những thông tin gần đây về những trường hợp chữa khỏi được ung thư, ví dụ như là một bác sĩ ở tại Bệnh viện Trung ương Huế đã chữa khỏi để cho rất nhiều những bệnh nhân ung thư bằng tế bào gốc, hay là trường hợp mới nhất là trường hợp một bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai thì sống khỏe trong 5 năm mặc dù là ung thư di căn. Vậy thì rất nhiều người cũng nghi ngờ về cái khái niệm chữa khỏi ung thư này. Theo bác sĩ thì chúng ta nên hiểu thế nào về việc chữa khỏi ung thư? Và liệu rằng ung thư có chữa khỏi được hoàn toàn hay không? Ung thư là một tập hợp gồm hơn 200 bệnh ung thư. Và trong hơn 200 bệnh ung thư đấy thì đã có nhiều bệnh ung thư được coi là chữa khỏi cả trên thế giới và ở Việt Nam. Bản thân tôi cũng có rất nhiều bệnh nhân mà ra viện được 15, 17 năm. Thì những cái trường hợp 15, 17 năm đấy chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng là bệnh nhân khỏi bệnh. Một số cái bệnh ung thư trên thế giới được coi là chữa khỏi, ví dụ như là u nguyên bào võng mạc của trẻ con, bệnh Hodgkin, rồi là ung thư vú nếu phát hiện sớm, hoàn toàn bệnh nhân có thể khỏi bệnh được nếu mà chúng ta điều trị bài bản. Như vậy thì những cái câu chuyện như là Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế, Bệnh viện Bạch Mai mà có những bệnh nhân điều trị khỏi, tôi hoàn toàn tin, bởi vì chúng tôi cũng có rất nhiều bệnh nhân khỏi bệnh. Và một câu hỏi rất ngắn gọn nữa, đó là mấu chốt của việc chữa khỏi ung thư là gì? Mấu chốt của việc chữa khỏi ung thư, nếu mà chúng ta muốn đẩy mạnh cái tỷ lệ khỏi của bệnh ung thư của Việt Nam thì chúng ta phải sàng lọc phát hiện sớm. Bệnh nhân càng đến bệnh viện sớm thì cơ hội chữa khỏi càng cao. Tiếp theo là sau khi được chẩn đoán ung thư rồi, chúng ta phải tham gia vào những cái việc điều trị bài bản, phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, miễn dịch và dinh dưỡng, chăm sóc tâm lý. Vâng, như vậy là mấu chốt của việc chữa khỏi ung thư là chúng ta cần phải thường xuyên tầm soát, thường xuyên kiểm tra sức khỏe để có thể phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm nhất có thể. Và tiếp đó khi mà đã phát hiện ra bệnh thì phải tuân thủ những quy trình điều trị của bác sĩ, đúng không ạ? Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Việt Hương. Vâng, cảm ơn. Và thưa quý vị, chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt.